Ở dưới khu nhà 350 triệu nằm gần chợ Đức Hòa với lại ngã ba thị trấn Đức Hòa thì em Phương đang còn một căn nhà trống. Diện tích nó sẽ lớn hơn so với những căn nhà 350 triệu gắt lửng hoặc là nhà lầu của lửng. Nó sẽ là một căn nhà ngang 5 dài 12 mét và mặt tiền đường trước nhà 8 mét thông thoáng. Nó nằm đối diện với căn nhà góc hai mặt tiền mà em bán cách đây 1 năm. Đó. Thì căn góc hai mặt tiền khách hàng đã về ở và đã làm lại rất là nhiều, làm thêm ban công và trồng lan trồng hoa rất là nhiều. Các bác anh chị mình thấy cái nhà rất là xinh tươi ha, nhìn rất là đẹp thẩm mỹ của các bác anh chị đó. Chi phí để mua một căn nhà như thế này thì chỉ có là 380 triệu và bỏ thêm chi phí rồi đó tầm khoảng 20 triệu, làm nữa là khoảng 400 triệu có một căn nhà như thế này, mặt tiền đường 8 mét thông thoáng, rất là thông thoáng luôn các bác anh chị. Đối diện với căn nhà này thì em đang còn một căn nhà ngang 5 dài 12 nha. Ngang 5 dài 12. Đó, đây là căn nhà em quay và giới thiệu cho các bác anh chị mình ngày hôm nay. Một trệt một lầu ngang 5 dài 12, một căn nhà nằm ở vị trí cuối cùng nha. Chỉ có căn này là trống thôi, căn nhà kế bên thì người ta đã ở rồi cô bác anh chị mình thấy là người ta trồng hoa, trồng cây rất là nhiều ha. Còn căn này thì đang trống và em mới cho thợ đổ vật tư vào để sắp tới là sẽ vào sơn sửa và tô cái mặt bên này của bác anh chị, sơn cái mặt bên này lại đó. Một trệt một lầu ngang 5 dài 12, hai phòng ngủ hai phòng vệ sinh, nằm trong một cái khu 1.000 căn nhà giá rẻ của em Phương. Và có một điều đặc biệt là ở khu này thì hiện tại em không còn hỗ trợ cũng như là cho nhân viên chạy cái chương trình trợ góp, nhưng mà riêng đối với căn này thì bên công ty em Phương sẽ hỗ trợ các bác anh chị mình muốn mua trả góp nha. Tại vì căn nhà này nó hơi lớn tiền một xíu so với mặt bằng chung. Căn này nó lên tới 700 các bác anh chị, lên tới 700 triệu nha, gần như là nó có giá trị gấp đôi so với căn nhà 350 mà em thường hay quay. Cho nên là các bác anh chị mình mua căn nhà này sẽ được em Phương hỗ trợ trả góp cho những các bác anh chị nào mình không có đủ điều kiện tài chính để thanh toán tiền đủ một lần. Ở đây nếu mà góp thì các anh chị mình đưa trước cho em là 500, còn là 200 thì các anh chị mình góp 18 tháng không tính lãi suất nha. Sau 18 tháng thì em Phương mới bắt đầu tính lãi suất của anh chị ha. Là 200 của anh chị mình góp 18 tháng nha. Xung quanh đây thì các anh chị mình thấy rất là thông thoáng, tại vì cái đường trước nhà của mình rất là to. Đường trước nhà lên tới 8 mét nè các anh chị. Hai nhà đối diện nhau rất là xa nha. Đó, nhà có ban công ha. Và hiện tại thì nhà nó hơi cũ nhưng mà em đang cho thợ để đổ vật tư vào đó. Cô bác anh chị mình thấy cái đống cát trước nhà đó là em sẽ cho thợ sửa sang lại, lắp hết những thiết bị còn thiếu lại. Thì cô bác anh chị mình đang cần tìm một căn nhà to rộng, tài chính khoảng 700, đường trước nhà 8 mét thông thoáng. Căn nhà này cô bác anh chị mình có người lớn tuổi á, thì rất là phù hợp nha. Tại vì nó yên tĩnh, nó thông thoáng lắm. Và đặc biệt là khu này có nước máy, có nước sạch rồi. Cô bác anh chị rất là yên tâm ha. Và tài chính là 700 nha. Tổng cộng là 700, trọn gói ha. Em Phương hỗ trợ các anh chị mình đưa trước 500, còn là 200 là mình sẽ trả góp. Nhà em nằm ở gần chợ Đức Hòa nha, gần ngã ba thị trấn Đức Hòa, nằm ngay cổng sau khu Tân Đức của anh chị, mặt tiền đường tỉnh lộ 824 luôn ha. Rồi em Phương xin chào các anh chị mình nha.